Chiều nay tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội Lào tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổmadphon Sena. Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao việc hai nước Việt Nam-Lào duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, tích cực triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội ký tháng 5 năm 2022, thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cơ quan của quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, tăng cường giám sát chung các dự án trọng điểm giữa hai nước và các nội dung đã thống nhất tại kỳ họp 46 Ủy ban Liên Chính phủ, đề nghị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, đặc biệt chú trọng kết nối hai nền kinh tế, hướng kinh tế Lào ra biển qua cảng Vũng Áng và các cảng Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận tốt vai trò chủ tịch ASEAN, AIPA và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 45 tại Lào. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổmadphon Sena nhấn mạnh, chuyến thăm lần này nhằm triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội. Cùng với tọa đàm, vai trò của quốc hội trong xây dựng và triển khai chính sách phát triển kinh tế xã hội diễn ra vào ngày mai sẽ là dịp để hai bên học tập, trao đổi kinh nghiệm về kinh tế, tài chính và kiểm toán là những lĩnh vực quốc hội Lào đang rất quan tâm, hướng đến xây dựng các đặc khu kinh tế, khu công nghiệp tại Lào. Cũng trong chiều nay, đoàn công tác Quốc hội hai nước đã đi thăm khu di tích kháng chiến Hạ Lào tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Đây là hậu cứ an toàn cho lực lượng vũ trang của Lào và quân tình nguyện Việt Nam giai đoạn 1948 đến 1954, là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt của nhân dân hai nước. Đoàn cũng đến viếng khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, tỉnh Quảng Nam.